Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với Gen Anime. Để xem được những bộ phim, các chương trình giải trí nước ngoài, đa phần chúng ta đều cần tới các phương tiện để chuyển đổi ngôn ngữ như phụ đề Việt sub, thuyết minh và lồng tiếng. Đối với anime, tôi vẫn luôn ưu tiên xem Việt sub chỉ vì muốn được cảm nhận sự thuần chất nhất của ngôn ngữ và đặc biệt là các diễn viên lồng tiếng của Nhật rất đỉnh. Mọi cung bậc cảm xúc họ đều có thể tái hiện được qua tiếng nói của mình, từ vui buồn, giận dữ, tủi hờn, khóc lóc đến cả tiếng rên. Thôi nào, hãy để video này trong sáng tí đi các ông. Diễn viên lồng tiếng sẽ là chủ đề tôi giới thiệu với các cậu trong video ngày hôm nay. Vậy thì không thể không nhắc tới bộ phim hoạt hình Doraemon ở nước ta rồi. Ok, hãy cùng khám phá về những giọng nói huyền thoại trong Doraemon với tớ nhé. Let's go. Ngày xưa, khi tớ còn học tiểu học, trung học, tớ đã theo dõi Doraemon thông qua truyện tranh và băng đĩa. Tớ vẫn còn nhớ như in, một đĩa VCD giá 5k, một đĩa DVD giá 10k. Để xem được toàn bộ một phim dài của Doraemon thì cần hai đĩa VCD phần 1 và phần 2 cơ. Còn một đĩa DVD chiếu được nhiều phim dài lắm. Thế nên có 5k trong tay là phân vân lắm. Nửa muốn mua để xem vì hóng lắm rồi. Nửa lại muốn tiết kiệm cho tròn 10k rồi xem được nhiều hơn. Đấy, xem hoạt hình ngày xưa có dễ như bây giờ đâu các cậu. Được cái là khi nhớ về lại thấy vui lắm. Chưa chết lại lạc đề. Ngày đó, khoảng thập niên 1990 đến năm 2000, một số tập phim ngắn Doraemon thuộc bản 1979 được ra mắt ở nước ta qua truyền hình và băng đĩa. Phim đều là phim lậu, không có bản quyền, các nhân vật đều nói tiếng Trung Quốc. Tôi vẫn còn nhớ Nobita gọi mèo ú là chào đinh đang này. Đồng thời, có chèn thêm thuyết minh tiếng Việt, một chị mà thuyết minh cân hết các vai cũng hơi bị đỉnh đấy nha. Từ năm 2010, 370 tập thuộc phiên bản 1979 và một số tập thuộc phiên bản 2005 được mua bản quyền, lồng tiếng Việt và chiếu trên HTV3. Hiện tại thì Doraemon được phát hành trên các nền tảng kỹ thuật số của Pops. Để hóa giọng thành những nhân vật nhỏ tuổi, các anh chị đã phải quan sát và luyện tập rất nhiều. Nhưng để có giọng nói phù hợp nhất, đạo diễn sẽ chọn một số diễn viên thử một số phân đoạn, sau đó gửi những đoạn thu ấy về Nhật Bản để chọn người phù hợp nhất cho vai diễn. Giờ thì chúng ta cùng lắng tai nghe những giọng nói quen thuộc nào. Số 1, Doraemon, Nguyễn Thị Thùy Tiên. Vì là mèo máy đến từ thế kỷ 22 nên chất giọng của Doraemon phải thật đặc biệt, không thể nào AI tầm thường như những con robot bình thường được. Sự tân tiến và hiện đại trong cấu tạo của mèo ú giúp cậu có những biểu cảm, cảm xúc linh hoạt như người thật. Từ đó giúp diễn viên lồng tiếng cho cậu có lợi thế hơn nhiều. Tuy nhiên, đừng tưởng vậy mà dễ nha, khó lắm đấy các cậu. Doraemon, một người máy trông trẻ, tính cách đáng yêu, nghiêm khắc nhưng pha chút điệu đà, chỉ cần Nobita nói ngon ngọt một tí hay thấy bánh rán là quên hết mọi chuyện luôn. Bất ngờ chưa, người lồng tiếng cho Doraemon lại là một giọng nữ đấy các cậu. Chị ấy tên là Nguyễn Thị Thùy Tiên, sinh ngày 31 tháng 5, hiện đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị bắt đầu lồng tiếng cho mèo ú từ năm 2010 và là một trong hai diễn viên lồng tiếng gắn liền với nhân vật của mình xuyên suốt cho tới nay. Diễn viên còn lại chính là vai Sunio. Bên cạnh Doraemon, chị Thùy Tiên còn góp giọng trong rất nhiều nhân vật đến từ các bộ phim hoạt hình khác nhau, phim điện ảnh và phim truyền hình. Đọc tên là thấy tuổi thơ ùa về luôn. Có thể kể đến như Sa Lệ, Tiểu Hắc Hắc trong Thất Kiếm Anh Hùng, Pua trong 7 viên ngọc rồng, Tenten trong Naruto, Kurasō trong movie Conan và bé Nghi trong Anh trai tôi là khủng long. Số 2, Nobi Nobita, Nguyễn Anh Tuấn, Đặng Hoàng Khuyết. Tiếp theo là cậu bé Nobita hậu đậu, lười biếng, yếu đuối, hay than thở về cuộc đời xui xẻo đủ đường của mình. Là một nhân vật có cảm xúc phức tạp, lúc yếu mềm nản chí, khi lại tràn đầy sức sống và dũng khí. Lồng tiếng cho Nobita là một điều không hề dễ dàng. Nobita đã trải qua hai diễn viên lồng tiếng, đó là anh Nguyễn Anh Tuấn và anh Đặng Hoàng Khuyết. Anh Tuấn sinh ngày 23 tháng 10, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Một trong những vai diễn đáng chú ý của anh là Nobita, bắt đầu từ ngày 9 tháng 1 năm 2010 đến ngày 19 tháng 2 năm 2015. Từ tập 1071 đến 1112, 1269, 1340 đến 1611. Ngoài ra, anh Tuấn còn góp giọng trong các bài hát chuyển âm tiếng Việt như Đến Thăm Nhà Rùa, nhạc mở đầu của Tsubasa, Giấc Mơ Sân Cỏ. Một vài vai diễn khác của anh như Junpyo trong Vườn Sao Băng, Hồng Miêu của Thất Kiếm Anh Hùng, Tí Mộng Mơ, Làng Xì Chum. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2015 cho đến nay, Nobita được anh Đặng Hoàng Khuyết đảm nhận. Quen mặt phải không nào? Có lẽ do diễn viên lồng tiếng ngày càng trẻ, họ muốn chia sẻ cuộc sống và công việc của mình nhiều hơn là giữ mọi thứ kín trong phòng thu, nên chúng mình được thấy các anh chị trên mạng xã hội nhiều hơn, từ YouTube cho tới TikTok. Hơn 30 tuổi, từng là kỹ sư tốt nghiệp Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng anh Khuyết vẫn từ bỏ công việc để theo đuổi đam mê của mình. Anh đến với nghề trong tâm thế muốn học thêm một kỹ năng mềm, nhưng nó đã cuốn hút anh, để đến giờ anh đã có hơn 8 năm kinh nghiệm.
Tớ thật sự rất ngưỡng mộ anh ấy. Theo tớ, hai vai khó nhất chính là Conan và Shinosuke. Conan thì giọng phải linh hoạt luân chuyển giữa cậu nhóc và thiếu niên Shinichi. Shin thì điệu đà như bựa thôi rồi luôn. Anh Hoàng Khuyết còn sắm cho mình một số vai cực hoài niệm như Satoshi, Pokemon, Krillin, Gohan, 70 Ngọc Rồng, Yugi, Tuxedo Mặt Nạ, Thủy Thủ Mặt Trăng. Số 3. Minamoto Shizuka, Ngọc Châu, Ái Phương, Hoài Thương. Shizuka, một cô nàng hiền thục, dịu dàng, dễ thương, trong sáng. Tất cả những tính từ đó, 90% đến từ cảm nhận về giọng nói của Shizuka. Chắc chị diễn viên nhận vai Shizuka cũng xinh đẹp và đáng yêu lắm đây, cùng tớ khám phá nhé. Trương Ngọc Châu là người đầu tiên vào vai Shizuka từ ngày 9 tháng 1 năm 2010 đến ngày 19 tháng 2 năm 2015. Chị sinh ngày 21 tháng 12, hiện đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị Châu lồng tiếng từ tập 1071 đến 1112, 1269, 1340 đến 1611. Tôi chết rồi, mình bị lạc khỏi mọi người tới giờ cũng đã 3 tiếng đồng hồ rồi. Trọng thứ hai của Shizuka là do chị Lưu Ái Phương đảm nhận, bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2015 đến ngày 27 tháng 5 năm 2016. Từ tập 1612 đến 1785, anime 1979 và từ tập 4 đến 171, anime 2005. Chị sinh ngày 25 tháng 12, hiện đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị còn được biết đến qua các vai diễn như Goku, 70 Ngọc Rồng, Hiền Hòa trong Công Chúa Ori. Và cuối cùng là chị Phan Hoài Thương, lồng tiếng cho Shizuka từ ngày 17 tháng 7 năm 2017 đến nay, bắt đầu từ tập 172, anime năm 2005. Một vài vai khác của chị ấy có thể kể đến như mẹ Nobita và Vơ Mao. Ngày hôm nay, nhưng bây giờ mình phải xuống bếp làm bánh sinh nhật rồi, sau đó còn tới lớp học đàn piano luyện nữa chứ. 4. Honekawa Suneo, Thái Minh Vũ. Giống như Doraemon, Suneo cũng được lồng tiếng bởi chỉ một vai diễn duy nhất từ ngày 9 tháng 1 năm 2010 cho đến nay, đó là anh Thái Minh Vũ. Suneo, một cậu nhóc khoe khoang, sĩ diện, hay nhu nhát mít ướt, đặc biệt có tài nịnh nọt thì chất giọng hẳn phải đặc biệt không kém gì mèo úi chứ. Anh Suneo bản Việt của chúng ta, tên đầy đủ là Thái Văn Minh Vũ, sinh ngày 17 tháng 8, đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Dù chỉ vào vai Suneo, nhưng trong Thám Tử Lừng Danh Conan, anh đảm nhận khá nhiều vai như Vodka, Yusaku, Kid, Akai, Mitsuhiko. Ngoài ra còn có Vegeta của 7 viên ngọc rồng siêu cấp, Khiêu Khiêu, Thất Kiếm Anh Hùng. Số 5. Goda Takeshi, Quốc Tín, Tiến Đạt, Thiện Trung. Kết thúc video này, chúng ta sẽ đến với những con người vô cùng đặc biệt. Để nhận xét về một giọng hát vô cùng dở tệ, ngoài các câu như hát như bò giống, hát như vịt đực và hát như một số con vật khác, thì hát dở như Chayan cũng là một câu hay được sử dụng. Chayan hát dở là do tác giả xây dựng nên, còn hát dở như thế nào thì phụ thuộc tất cả vào diễn viên lồng tiếng rồi. Chưa kể Chayan còn rất ồn ào và hung dữ nữa. Chayan đầu tiên là anh Lâm Quốc Tín, sinh ngày 1 tháng 7, hiện đang sống ở Nhật Bản. Anh bắt đầu vào vai Chayan từ ngày 9 tháng 1 năm 2010 đến ngày 4 tháng 7 năm 2010. Từ tập 1071 đến 1112, 1269, 1340 đến 1527, anime 1979. Ê, cho tụi này lên chơi với. Cái thằng này mày dám. Trời ơi, Chayan thứ hai là anh Huỳnh Thiện Trung, một người vô cùng kiên trì với đam mê diễn xuất khi nhiều lần thi vào đại học sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh, dù liên tục không may mắn cho tới khi hết tuổi tuyển sinh. Vì bế tắc, anh từng muốn tự vẫn. Khi đang ổn định công việc trong lĩnh vực khách sạn, anh lại bỏ hết tất cả, bắt đầu lại từ đầu với vai trò diễn viên lồng tiếng. Anh bắt đầu nhân vật Chayan từ ngày 20 tháng 11 năm 2014 cho đến nay. Chúng ta là bạn mà phải không? Chayan à, cậu mau làm ơn đừng. Tại sao cậu không giúp mình được biểu diễn trên TV vậy? Và Chayan thứ ba là anh Hồ Tiến Đạt, sinh ngày 17 tháng 11, chỉ lồng tiếng Chayan trong các movie như Nobita Thám Hiểm Vùng Đất Mới và Doraemon Stand By Me. Và đó là những diễn viên lồng tiếng cho Doraemon, những người thổi hồn vào từng câu chuyện. Những giọng nói thân thuộc ấy chắc chắn đã in sâu vào tâm trí của chúng ta. Nếu tự dưng nghe được, chắc tớ và các cậu sẽ mừng rỡ lắm đây, giống như được gặp các nhân vật trong phim ở ngoài đời thực ấy. Cảm ơn các cậu đã xem tới phút cuối này. Nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ Chen Anime nhé. Yêu các cậu rất nhiều. Hẹn gặp lại các cậu trong các video tiếp theo. Bye bye! Và chúc mừng năm mới nhé!